Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thùng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà quá. Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà quá nghèo đến bỏ 2 đồng tiền là một phần 4 xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: Thầy nói thật với các con, trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà quá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, hai người đàn bà mà trong bản văn Chủ nhật hôm nay đề cập tới đều có một cái tấm lòng quảng đại, một tấm lòng quảng đại đáng thán phục. Lòng quảng đại này lại được người nghèo thực hiện chứ không phải là người giàu có. Ở ngoài tấm lòng quảng đại, chúng ta cũng nhận ra đức tin sâu xa nơi hai người đàn bà này. Những điểm này sẽ là đề tài để chúng ta suy nghĩ hôm nay. Ở những bà đàn bà quá ở trong Thánh Kinh được quan niệm như thế nào? Ở Kinh Thánh khi nói về người nghèo thường đề cập đến 3 loại người nghèo này. Thứ nhất là người mồ côi. Cái thứ hai là người quá bụa. Và cái thứ ba là khách ngoại kiều. Vì những người nghèo này rất là yếu đuối và bấp bênh, rất khó tìm được cái chỗ đứng ở trong cái xã hội. Và nếu điều đó đúng ở trong thời Cựu Ước, đúng trong thời của Chúa Giêsu, thì cái điều đó vẫn đúng cho ngày hôm nay của chúng ta. Bởi vì những người nghèo kể trên rất khó hội nhập vào cái xã hội, khó tìm được việc làm, và như thế là cũng khó khăn cho cái kế sinh nhai của những người nghèo như thế. Người đàn bà quá thành Sarepta, tiên tri Elia đến thành Sarepta, một thành phố xứ Cana. Mà cái thành phố này không phải là của người Do Thái mà là của dân ngoại, cho nên bà quá thành Sarepta lại là một ngoại kiều.
theo cái nghĩa thời đó. Nhưng mà chúng ta cũng đọc thấy ở trong phúc âm nêu lên những cái trường hợp, một cái ví dụ rất tốt về người ngoại kiều, 10 người phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người Samaritano, người ngoại kiều, trở lại cảm ơn Chúa Giêsu. Một cái khác nữa, người Samaritano nhân hậu, một ngoại kiều tốt bụng, đã cứu một người Do Thái bị kẻ cướp trấn lột rồi bỏ đi. Đây là những thí dụ rất tốt đối với khách ngoại kiều. Người quả phụ mà tiên tri Elia gặp không những là thuộc về hạng người nghèo, nhưng còn thuộc vào hàng bần cùng của cơn đói đang hoành hành cái xứ sở của bà. Và thật vậy, theo phúc âm kể lại thì bà ta chỉ còn một cái đấu bột, một ít dầu ở trong bình. Bà ta định lấy cái phần này để làm ra bánh cho bà và con bà ăn, sau đó nhịn đói và đang chờ chết. Khi tiên tri Elia gặp bà, đến yêu cầu bà một chút nước để uống, một cái gì, một miếng bánh để ăn, thì bà trả lời cũng như thế: tôi còn có một chút xíu đây nè, chỉ đủ cho tôi và con tôi ăn xong rồi chết. Nhưng trước lời của Chúa mà tiên tri Elia chuyển lại thì hũ bột sẽ không vơi và dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Trước cái lời lẽ đó, bà ta đã đặt tin tưởng vào Chúa của Israel, Chúa của tiên tri Elia, và bà đã thực hiện lời của tiên tri Elia yêu cầu bà ta. Và chúng ta đã biết cái phần sau như thế nào. Người quả phụ Sarepta này, ngoài tấm lòng quảng đại đã cho tiên tri Elia ăn chung rồi chết, bà ta còn có một niềm tin đáng thán phục. Trong hoàn cảnh như thế, bà ta tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa Israel, Thiên Chúa của tiên tri Elia. Kế đến là người đàn bà quá ở trong đền thờ. Rất nhiều người đến đền thờ và dừng lại ở hòm tiền dân cúng để mà bố thí, để mà bỏ vào hòm tiền đó. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm tiền. Chúa thấy có nhiều người giàu có cũng đến đó bỏ rất là nhiều tiền vào trong cái hòm tiền đó. Và có một bà quá nghèo đến cũng bỏ vào hòm tiền đó. Nhưng mà có hai đồng kẽm nhỏ trị giá một xu đồng xu Roma. Và Chúa Giêsu khen tặng cử chỉ này. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền bạc dư thừa của họ để mà bỏ vào hòm tiền. Còn người đàn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó, kể như là tất cả tài sản của mình. Trong câu chuyện về bà quá này, chúng ta đặt câu hỏi: tại sao bà ta lại bỏ vào hòm tiền hai cái đồng kẽm của bà, một cái đồng xu của bà? Bà bắt chước người khác phải không, để làm giống như những người khác khi đến đền thờ thành Jerusalem phải không? Thưa không, không phải thế. Chắc chắn là bà ta
cũng có điều gì để yêu cầu Chúa, hay đơn giản hơn là một cử chỉ cung kính cái đền thờ thánh của bà. Và cái cử chỉ cung kính này không chỉ đơn giản là một cử chỉ của lòng quảng đại đáng khâm phục, nhưng là một cử chỉ được bén rễ sâu trong đức tin vào Chúa. Bà ta có đức tin vào Chúa, cho nên bà mới đến đền thờ dâng cúng, bà mới đến đền thờ và cầu nguyện. Qua hai cái gương của người đàn bà quá ở trong các bài đọc hôm nay, chúng ta có thể đưa ra những kết luận. Thứ nhất, đó là nhìn ngắm và quan sát những người nghèo chung quanh chúng ta. Khi quan sát thật kỹ, chúng ta cũng sẽ thấy nơi họ có một tấm lòng quảng đại. Và ngoài ra, ngoài cái tấm lòng quảng đại ra, chúng ta cũng sẽ khám phá ra đức tin chân thật và sâu xa của họ đã thúc giục họ làm cái điều đó. Trong giáo xứ của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, rất nhiều người sống đạo tốt, sống tinh thần phúc âm Chúa dạy tốt, và tất cả chúng ta cũng thế. Mà chúng ta đọc trên báo đài thì chúng ta cũng thấy rất nhiều khách hành hương đến các trung tâm hành hương trên thế giới, cho dù ở rất xa. Thì câu hỏi, động cơ nào, sức mạnh nào đã thúc giục những người đó và tất cả chúng ta sống đạo, sống phúc âm? Thưa, động cơ chính thức đó là chính đức tin đã thúc đẩy những khách hành hương, thúc đẩy mọi người chúng ta sống đạo, sống tinh thần phúc âm của Chúa. Và cái kết luận thứ hai chúng ta có thể rút ra, dù chúng ta là ai đi nữa, chúng ta là một con người nổi tiếng hay là con người vô danh, chúng ta đều có những sự nghèo khó của chúng ta. Và ngược lại, đôi khi chúng ta cũng có những sự giàu có nào đó của chúng ta. Xét về những người nghèo, như là những người nghèo, thì chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta cần Chúa, cầu nguyện với Chúa để Ngài giúp đỡ chúng ta. Như là những người giàu, thì chúng ta cũng cần một vài của cải vật chất hay tinh thần để dâng lên Chúa, để cho những người kém may mắn hơn chúng ta, cho cách công khai như bà quá ở đền thờ dâng lên Chúa, hay cách kín đáo gián tiếp như quả phụ ở Sarepta cho tiên tri Elia ăn. Và chắc chắn một điều, Chúa sẽ biết chúng ta rất rõ, và Ngài sẽ ban cho chúng ta gấp trăm lần điều mà chúng ta dâng cho Chúa và bố thí cho những người nghèo hơn chúng ta, kém may mắn hơn chúng ta. Thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta phát triển sự tin tưởng tuyệt đối và hoàn toàn vào Chúa, cho dù chúng ta là người giàu hay là người nghèo. Và lời Chúa hôm nay cũng mời gọi mỗi người chúng ta chia sẻ một chút gì đó mà chúng ta đang có với Chúa và với những người nghèo. Và chúng ta hãy biết rằng, một khi chúng ta hành động như thế, chúng ta chia sẻ như thế, đó là chúng ta đã dâng lên Chúa một điều gì đó, và chắc chắn chúng ta sẽ được lãi gấp trăm.